Huấn luyện viên Park Hang-seo, Thái Lan là đội mạnh nhưng chưa có gì nổi bật. Trưa ngày 22 tháng 12, tại buổi họp báo chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Thái Lan là đội mạnh nhưng chưa có gì nổi bật. Nhận xét về đối thủ trước trận đấu bán kết sắp tới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết, Thái Lan là một đội bóng mạnh và là ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch, thực sự lần nào tham dự AFF khắp họ cũng luôn là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy họ chưa có đặc điểm gì nổi trội và cũng không mạnh hơn nhiều so với các ứng viên khác. Tôi cũng đã phân tích nhiều trận đấu vừa qua của Thái Lan, họ có nhiều cầu thủ hay như Chanathip và Thirathong đang thi đấu ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, lối chơi của Thái Lan cũng hoán chuyển nhiều vị trí hơn so với trước. Khi được hỏi nhận định về trận đấu này và liệu tuyển Việt Nam có tìm được chiến thắng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho biết: "Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và trận đấu với Thái Lan càng không ngoại lệ." Thực sự tôi cũng không chắc về một chiến thắng của các học trò, nhưng tôi dám cam đoan rằng các tuyển thủ của mình sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. Trận đấu này, Thái Lan chắc chắn sẽ tìm cách ghi bàn để có chiến thắng và chúng tôi cũng vậy. Trước câu hỏi có lo lắng khi huấn luyện viên Alexander Pulkin từng có thời gian làm việc ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: Tôi chẳng có gì phải lo lắng về điều ấy. Huấn luyện viên Pulkin từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nên ông ấy có thể hiểu rõ một số cầu thủ và bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng gặp họ nhiều và quá hiểu bóng đá Thái Lan, vì vậy, đây chẳng phải là vấn đề lớn với chúng tôi. Trận bán kết AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12.